Ca sĩ Thanh Bùi vừa xuất hiện tại một sự kiện quan trọng, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và La Liga, tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha. La Liga, một trong những tổ chức hàng đầu trong làng bóng đá thế giới, có hơn 200 triệu người theo dõi trên toàn cầu thông qua mạng xã hội và phát sóng trực tiếp trên 16 nền tảng và 20 ngôn ngữ khác nhau. Với trụ sở chính tại Madrid, Tây Ban Nha, La Liga đã thiết lập mạng lưới rộng khắp 41 quốc gia thông qua 11 văn phòng và 44 đại diện. Sự ký kết này đánh dấu một bước quan trọng trong việc kết nối bóng đá Việt Nam với tầm vóc và uy tín quốc tế của La Liga. Theo nội dung của bản ghi nhớ, VFF và La Liga cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng tại Việt Nam. Họ cũng sẽ cùng nhau phát triển các dự án đào tạo thể thao và các khóa học dành cho huấn luyện viên tại Việt Nam. Hợp tác này cũng sẽ tạo điều kiện cho các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam tham gia vào các khóa huấn luyện tại các câu lạc bộ hàng đầu của Tây Ban Nha như Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Điều này hứa hẹn mở ra một tương lai sáng sủa cho bóng đá Việt Nam và giúp cung cấp cơ hội phát triển cho các cầu thủ trẻ. Ca sĩ Thanh Bùi vừa xuất hiện tại một sự kiện quan trọng, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và La Liga, tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha. La Liga, một trong những tổ chức hàng đầu trong làng bóng đá thế giới, có hơn 200 triệu người theo dõi trên toàn cầu thông qua mạng xã hội và phát sóng trực tiếp trên 16 nền tảng và 20 ngôn ngữ khác nhau. Với trụ sở chính tại Madrid, Tây Ban Nha, La Liga đã thiết lập mạng lưới rộng khắp 41 quốc gia thông qua 11 văn phòng và 44 đại diện. Sự ký kết này đánh dấu một bước quan trọng trong việc kết nối bóng đá Việt Nam với tầm vóc và uy tín quốc tế của La Liga. Theo nội dung của bản ghi nhớ, VFF và La Liga cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng tại Việt Nam. Họ cũng sẽ cùng nhau phát triển các dự án đào tạo thể thao và các khóa học dành cho huấn luyện viên tại Việt Nam. Hợp tác này cũng sẽ tạo điều kiện cho các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam tham gia vào các khóa huấn luyện tại các câu lạc bộ hàng đầu của Tây Ban Nha như Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Điều này hứa hẹn mở ra một tương lai sáng sủa cho bóng đá Việt Nam và giúp cung cấp cơ hội phát triển cho các cầu thủ trẻ.